phẩm nước uống Kimiwa Collagen đang hot trên thị trường có gì? Sau khi mà sử dụng hết một hộp thì mình có review về ưu điểm và nhược điểm của sản phẩm này như sau nha. Về nhược điểm trước đi, mọi người có thể thấy thì một hộp như này chỉ có 10 lọ thôi. Và theo hướng dẫn sử dụng thì mỗi ngày sẽ sử dụng là một lọ. Vậy nên là mình cảm thấy là giá sẽ hơi cao một chút so với các chị em nào mà có mức thu nhập dưới trung bình. Tuy nhiên thì theo cá nhân của mình thấy, với hàm lượng collagen cao là 10.000mg như thế này thì các chị em có thể là chỉ cần bổ sung nửa lọ mỗi ngày. Vì với cơ thể khoảng là 60kg thì chỉ cần là có 5.000mg collagen. Mà ngoài collagen ra thì còn có thêm là gần 10 loại tinh chất chống oxy hóa khác nữa. Nên là các chị em muốn tiết kiệm chi phí á thì chỉ cần là một hộp này mình sử dụng là được 20 ngày nhá. Tiếp theo là thứ hai, đó chính là hết rồi, không còn gì nữa đâu. Giờ thì đến ưu điểm nhá. Nói luôn, đó chính là tiền nào của đấy. Thật sự khi mà sử dụng cái sản phẩm này thì mình không nghĩ là nó lại có tác dụng nhanh đến như vậy đâu. Da của mình trước đây thì cũng không phải là xấu, nhưng mà khá là khô và có những cái vết nhăn ở đuôi mắt này và rãnh cười nữa. Nhưng mà bây giờ thì những cái vấn đề đấy đã được cải thiện thật sự luôn. Bởi vì sao? Bởi vì trong sản phẩm này thì có thành phần là collagen, collagen peptide từ cá này, có nước ép cô đặc macquarie nhá, rồi là glutathione này, acid hyaluronic và rất là nhiều các loại vitamin dưỡng chất khác nữa. Mình có tìm hiểu về các hàm lượng cũng như là các cái thành phần này thì đều cực kỳ là có lợi cho làn da của mình luôn. Ưu điểm tiếp theo đó chính là dễ uống, nó có vị giống như kiểu hoa quả ấy. Không nói quá chứ mình thấy là sản phẩm này có vị cực kỳ ngon nhá. Khác hẳn với các cái loại collagen nước khác mà mình đã từng thử, không hề có mùi tanh hay là vị ngái đâu. Bạn nào mà thích thì có thể là cho thêm đá vào nước uống cực kỳ ngon luôn. Và kết luận thì đây là một sản phẩm mà các bạn nhất định nên sử dụng nha.